À, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay Phúc Khang sẽ làm tiếp tục video về gia đình của nghệ sĩ Vũ Linh. Thì những cái video Phúc Khang sẽ đưa đến đây cho cô chú anh chị và các bạn xem thì cũng lòng tham con người, nói chung là rất là nhiều. Thì nó sẽ xảy ra những cái sự việc giống như là gia đình nghệ sĩ Vũ Linh sống làm sao mà bây giờ có tiền mà đi ra ăn mà người ta không bán luôn, rất là không biết là có mắc cỡ hay không. Thì Phúc Khang sẽ làm một cái đoạn video gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem. Thì theo như thông tin thì cụ Phúc Khang cũng biết, thì hôm mà gia đình cô Sáu lên trên tòa án thì ngay cái hẻm thì có một cái đường hẻm vô cũng có bán hủ tiếu rồi đó. Thì Phúc Khang nói đại đi, ai trúng thì biết mắc cỡ hay không thôi, chứ Phúc Khang cũng không chỉ định ha, mà chắc chắn là cô chú anh chị và cũng như quý khán giả sẽ biết đến ăn hủ tiếu người ta không bán luôn đó. Thì bây giờ Phúc Khang sẽ cho cô chú anh chị và các bạn xem những cái đoạn video được gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn. Thì đây là ngay cái đầu hẻm cặp với tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, thì cũng có những chỗ buôn bán hủ tiếu bánh mì đó. Đó có nghĩa là gia đình cô Sáu đến đây ăn luôn mà người ta không bán luôn đó, sống làm sao mà người ta giờ không bán luôn, không biết là có mắc cỡ hay không. Thì sau cái video này thì tiếp tục nữa là những cái lời chia sẻ của Bùm Bùm, của em Mỹ, của Hồng Loan và của chị Ni, chia sẻ về những cái câu chuyện gia đình của nghệ sĩ Bưu Linh, cũng như là chia sẻ về giữa cô Sáu Hồng Nhung và Hồng Phượng. Thì có những cái câu chuyện thì Phúc Khang chỉ ngồi xem thôi cũng đã thấy, mình cảm nhận là mình đã thấy mình cũng mắc cỡ, nhưng mà không biết những anh chị đó có mắc cỡ không, không biết. Thì sẽ gửi đến những cái đoạn video cho cô chú anh chị và các bạn xem. Cái hẻm này là cặp với tòa án nhân dân quận Phú Nhuận nha cô chú anh chị. Thì cái chỗ này thì vừa Phúc Khang cũng có lên, Phúc Khang cũng biết cái chỗ này thì cũng có hỏi tin tức, thì đúng như vậy nha cô chú anh chị. Một cái cách em nghĩ nó cũng rất là mắc cười cô chú anh chị, không biết là bằng một cái cách thần kỳ nào đó cô Sáu cũng được đứng tên đó. Đến đời cho không có đóng tiền điện, không có đóng tiền điện, cắt điện luôn, sao mà dữ dằn gì hả cô Sáu ơi. Cho cái căn nhà của ông bà nội về, nhưng mà nghe nói là cầm xong rồi đóng nợ mỗi tháng là 300 mấy chục triệu gì đó, là lúc đó là thời điểm là ba không có hát được nhiều, cho nên là ba cũng nằm thua luôn. Là coi nhà lúc mà hả người ta xuống mà phát mãi cái nhà đó là ba về không kịp hết, ba đứng trước cửa nhà của ông bà nội lên, ba đứng ngoài đó mà khóc, hàng xóm ở đó người ta thấy người ta xuống mà phát mãi cái nhà đó là ba về không kịp hết, ba đứng trước cửa nhà của ông bà nội lên, ba đứng ngoài đó mà khóc, hàng xóm ở đó người ta thấy, ai biết ông kể lại hết mà không ai biết lại được là nỗi lòng của ba lúc đó là sao bây giờ. Nhưng mà còn mà nói chung hại ba đủ rồi, cái này làm gì là cho là mất tinh thần rồi, cho nên không có được quyền, không có đủ tư cách để mà nhận một cái gì từ chú Năm hết đó nha mọi người. Nó làm chú Năm khổ lắm, ổng còn sống ổng đi làm ổng này kia ổng đâu có được hưởng thụ đâu, mà báo ổng đến khi ổng mất rồi lợi dụng cái thân xác
của ổng để mà đi đi trục lợi cho mình, không có thể nào mà tha thứ được mọi người. Đúng rồi, thì trong cái lúc mà cái thời điểm mà mẹ dịch dịch Covid á, thì là mẹ em mất là tầm khoảng tháng 10 năm 2021 á là mẹ em mất. Thì sau đó thì Phụng á thì nó có nói với chú Năm là chắc là sẽ tìm một cái căn nhà khác để mà ở, chứ ở đây nhiều khi đi tới đi lui thì cũng nhớ mẹ này nọ. Thì chú Năm mới nói là thôi đi thôi, về đi, không má không chạy. Thế là chú Năm nói là thôi thì bây giờ gia đình còn có bao nhiêu người đâu thì dọn về đây ở với lại cậu đi, nó nói với Phụng đó ở đâu. Nhưng mà trong cái thời điểm đó là chị Kim Nga á, chị Kim Nga thì lại nói là chứ Phụng là ủa gọi cho Phượng của em có tìm được nhà chưa? Em chưa, nếu như mà em chưa tìm được nhà thì để chị đi tìm phụ cho em, chứ chị Nga không có đề cập tới cái vấn đề là có dọn về vợ hay là không. Thầy em Phượng là sao có nói với em là giờ chú Năm mày muốn gì đó, muốn giờ cho mình dọn về ở đi, không có muốn ở ngoài nữa. Nhưng mà bà Nga nói như vậy đó, Nga nói là bà ở có muốn nhà chưa để bà kiếm, thì nó mới sao nó kêu là cũng là thấy là vậy chứ khó sợ quá, chứ không vấn đề hết, thế là không vấn đề gì hết. Nếu chú đã bỏ về, chú nói là kêu quyết định về ở thì mình về ở. Ủa không ai, phải ngồi dân đó, cũng anh em trong nhà, con cháu nhà không biết ai. Thì sau đó mới dọn về nhà chú Năm là hình như tầm khoảng tháng 12 năm 2021 á là dọn về. Thì coi như là cái sự mà ra đi mất của mẹ em á là để đánh đổi cho cả gia đình ở trong nhà của chú Năm. Đó là như vậy đó. Mà về ở mẹ em mất để chú Năm cho về ở, mà ở được vài tháng này là đòi đuổi em đó mọi người. Đòi đuổi em, đuổi em mấy lần luôn, trăm lần mọi người. Đòi đuổi em khỏi nhà, khi đi quê đi, hay là đi ra ngoài tự ở mình, tự sống mình đi. Đó em có nghe nha. Rất là nhiều lần nghe, em nói ủa ở trong nhà ai cũng nghe hết trơn, đó sao buồn nghĩ. Mà hả, đuổi họ giữ người mà không được ra ở lại. Tại sao kỳ vậy, em có nghe vậy, em nghe mày nó. Nó tạm nhà cửa đi về ở với mày. Quỷ la lắm. Ai muốn nhận cửa lên đấy, không nhận cửa của bà gì nói gì đâu kìa. Ai cũng nói chỉ có bạn là có nhà thôi. Không nhà không cửa thì người ta tự đi làm để kiếm tiền cỡ. Cái vấn đề ở đây á, họ không ở thì không biết, có người không có nhà ở đây. Nó cỡ quá à. Em Mỹ là nói thiệt tình nha tôi cũng chị. Bây giờ chửi mà nó nổi đi ra ăn hủ tiếu, mà hủ tiếu không bán luôn. Mà nó nhìn nhận lại cái nhân cách của mình chứ. Không phải là đi nói là đi dị đời nó hay gì hết á. Nó quá trời quá, dừng lại đi em. Thật cái đó là chị nói thật luôn em á. Tại vì em biết sao mà khi mà chị nói thiệt với em, chứ bây giờ mà em có làm đủ trò đi nữa thì em đủ cái này, em làm đủ trò hết cái này đến cái khác, em có thay đổi được tình thế không? Sự thật nó vẫn là sự thật. Em làm được cái gì, em bồng danh vẫn sau này em thấy không? Chị chỉ nghe thôi, chị nghe là em vô trong quán hủ tiếu á, em đi đó mà cô hủ tiếu cũng không bán. Đó là chị nghe thôi, chị không biết cô tới giờ chị cũng nói hủ tiếu là cô nào, chị tới chị cảm ơn á. Biết sao? Để cho em thấy được cái sai của em. Mà trời ơi, cứ làm đủ trò là sao, chỉ đạo đủ hết cái này, nói hết cái này nói kia, hại nó hết cái này lên cái nọ, được cái gì không? Mà sao đi lông hơn phổi không em? Ừ, rồi em lên nó rồi đi ăn, chị biết tính nó thân thì đó, vô nó nói ê đi mua bánh pizza này kia, như đi đủ nhảy này, nó khi nó thân rồi nó thân coi mình như chị nó là đang gì này ơi. Ví dụ như bữa đi sinh nhật mình hỏi nó đi, ê bây giờ sinh nhật mày muốn cái gì, thì nó coi như mình, nó thẳng ra nó coi như mẹ nó luôn chứ phải chị nó nữa. Đi ơi, em chưa đi Đà Lạt lần nào hết, hồi đó em bây giờ đi một lần nhưng mà em chưa đi để mà em thấy. Chứ lại bây giờ em mày đó nha, cái con người của mày đó là mày đi Đà Lạt mà mày lợi dụng tao đó. Mày đi mở miệng ra mẹ, Ni đã từng nói với nó mày thích cái gì mày nói. Nó đi không có giàu đâu, nhưng mà đã từng thua nó là Ni lên người ngoài. Ni chưa bao giờ Ni phải nghĩ tới nó là có. Tại vì thật sự mọi người nghĩ đi, chơi với nó canh tỷ đây rồi thì tưởng gì. Vậy nó cắt miếng nó cho mình vô, cắt cái phần mày cho mình đó được. Mọi người hiểu không? Cái chuyện mà Ni nói này ai gần nói cũng đã kích, cũng công kích rồi nói xấu này kia. Thật sự lưu người ngoài thôi, nhưng mà đừng có so sánh là cặp kiện lắm. Nên là chị chỉ khuyên em thôi, cái này là cái livestream của gia đình, đừng có nói là chị người ngoài chị tham gia. Tại vì giờ chị cũng giống như gia đình của Loan rồi. Tại vì em biết không, lúc mà em làm Loan phải chịu mọi thứ, thứ mức về tinh thần thứ hai nữa, tiền bạc tủ lạnh tivi con kia thì nó lấy đi hết. Trong nhà không có ăn có uống, là không phải đi khoe đâu, thật sự có Mỹ có bông bông đây, tất cả trong nhà ăn uống mua cái này mua cái nọ, cả tiền điện của nhà em chị cũng trả, cho nên chị thông cảm nè. Lúc mà chị trả thì chị phải đòi, mà chị đòi cũng mệt nữa, ba ngày mới trả cho chị, tội nghiệp chị không. Chị đòi mà 3 ngày mới trả cho chị, đừng có chuyện chị nha, tại vì cái đó tiền điện chị phải đòi thôi. Rồi bên kia hồi lúc đó lên bắt đầu lộ cái chuyện tiền điện ra, nói sao chị đòi, tại vì tiền điện chị cho ra chị đâu cho bên em được, mà điện thoại thì không chịu chuyển liền, điện thoại thì không chịu bắt máy, chờ nhắn xong 3 ngày sau mới chuyển cho tôi đó. Chứ nó là từ nó khổ cực lắm mọi người. Tiền điện thì nó còn nói với Ni vậy nè, Ni ơi mẹ nó không dám nói luôn á, nó ngại, nó nhắn cho nó thôi.
cái đi mới nói là cái tờ giấy đó là chuẩn bị tiền điện nó cắt, nó xuống nó cắt mà xài 7 triệu mấy rồi, cũng nói đi rồi mọi người có hiểu đi, không có tiền gì hết á, chứ đừng có nói là ở lại. Nó đã đánh, nó đánh vô tài chính trước, nó để cho con này nói chung là đã đường đi nước bước rồi. Chỉ qua cái sự xuất hiện của Ni là nó quá ư là giờ nó mới cho đi là cắt tin đó, mình đi có chịu cắt tin đi cũng chịu nữa. Nhà cửa thì không có cái gì hết, mua cái gì mua cờ nơ cũng có tiền mua, còn muối đường còn chút xíu, nấu ăn mà có cờ nơ không có tiền, mua gia vị có tiền mua còn trăm mấy còn đó đây luôn, không những cái đồ là có tiền mua mì gói đó, mì gói thì mua cái loại lợn tôm mì gì đó, cái gì mình để đó, thôi bơm ăn rồi cũng gì ăn bún ăn tim ăn rồi đó, sâu ăn na ăn cứ có mì cứ chết vậy chứ cũng không có rau cỏ gì, có đường cộng hành hai cộng hành mà còn sót lại trong tủ lạnh, lúc đó chưa mua tủ lạnh nha, chưa mua tủ lạnh. Khi mà mua tủ lạnh rồi á là bà mới mua đoạn bả vô, mua đoạn bả vô bà đó, bà cũng hiền nữa, bà có nói cái gì vậy trời, không có dám đi chợ nấu ăn, ừ, không có dám đi chợ nấu ăn, nó khổ mà giống như trong thôn quê mọi người, thôn quê còn bắt cá bắt tôm bắt gà, rồi có rau rồi nhắc rau này rau rừng rau ấy còn luộc nha, cái này nó giống như đi vô trong cái kiệt quệ tài chính luôn á mọi người. Rồi giờ cỡ đây mọi người biết không, tôi mà biết bà là ai mọi người ủng hộ, mọi người biết không là khổ cực lắm, khổ mà bây giờ nói mà mọi người kêu mình nói thầm xuân quá chứ thì tôi cực kỳ khổ luôn á, nó giống như là giống như nó không có tiền nên cái người nó bất bạc mà nó kiểu nó rầu rồi cứ không e này gọi lên chị Võ Thị Hồng Loan, chị lên đây chị làm việc ví dụ bên cô của chị kiện chị, rồi bữa lên cái gửi USB cũng triệu tập lên hỏi sao tại sao nói con là Hàn Quốc đó, thì nó tôi nói mày sống ở Korea, Mỹ, Pháp, Đức, Đài Loan gì đi, tự nhiên cái mày nói hả Hàn Quốc chị bây giờ bị kiện rồi, kiện cái phòng dọn ra cũng kiện, vô phòng cũng kiện, tại sao kiện vô phòng, tại sao kiện dọn đồ ra, rồi cái phòng thứ nhất, cái phòng thứ hai là phòng con kia, con dân dân xã xã con nương, tại sao dọn ra, tại sao dọn vô, nó kỳ cục. Mà nói thiệt với mọi người là trong nhà mà nó giống như sóng gió, mình nói thiệt luôn, trong đời mình chưa thấy ai mà vô duyên mà độc ác mà mưu mô mà trời ơi thiệt. Bởi vì cho nên đi cứ nói mọi người trời con này đâu vậy, tự nhiên nó thương đúng không, mọi người phải tiếp xúc phải thương chứ, tự nhiên cái không vô bắt tôi thương được, tôi đâu giả tạo được đâu, mới vô làm có thương nha, chị thấy con này có khi nào nói không trời, chứ mà thảm như trời đó, đó rồi camera đồ này kia rồi tivi giờ cái gì tủ lạnh nè camera rồi ổ khóa rồi là nó cũng không nghĩ tới thay đâu mọi người, là đi kêu thay ấy đi ok. Bây giờ ai xem cũng được, chưa được mà mọi người đừng quan trọng ai xem, kể người ta bây giờ cho xem quý cho nó xem thôi chứ bây giờ mình sao là gì phải nói sự thôi, chứ bây giờ cứ chia rẽ kiểu này để cho nó đi làm ăn, nó buôn bán chứ nó còn lo cho con nó nữa chứ, nó còn đâu có, nó đâu có báo đi đâu, sao nó lợi dụng nó để cho đi phát tiền nó hàng ngày mỗi ngày mỗi tháng xài nó không sướng sao vợ bà, nó mới tôi phải đi đóng hàng, tôi vừa đi đóng hàng tôi lên công an tôi vừa đi dạ tức là em nghe nói là gần đây á là có bị là đưa cái thông tin là về cái tủ két sắt của chú em, thì nói là trước đó là con Loan đã vào lấy hết tất cả giấy tờ tiền bạc của cái hết rồi đó, là vậy cho nên là khi mà mở cái này không có gì cho nó hết, nhưng mà cái ngày này là cái này là không tin là em mới đưa ha, cái ngày mà mọi người mà tới mở két sắt của chú Đăng á, tất cả các những người trong gia đình á tới nhà để lên phòng để mở cái két sắt của chú em ra để xem có gì chú có cái này có kìa không, thì có kêu một cái anh thợ vào để mà phá cái khóa đó để mở tủ, thì anh hỏi anh nói là của chị tủ nó có khóa đâu mà phá khóa chi, thì thời điểm đó thì không có ăn cái gì từ đây, nhà đang lu bu không có nghĩ gì nhiều hết á, thì cũng chỉ có cười thôi, cười và cho anh đó vài trăm để đi về hết, cười cho mấy gì hết. Thì sau này em mới nói như thế này nè, em nói mọi người đơn giản nghe hiểu nè, một cái người nghệ sĩ mà được nhiều khán giả người ta yêu mến yêu quý và gửi tiền chu cấp cho ăn uống hoặc là mua sắm thích cái gì thì có cái đó, nhưng mà chú lại không có muốn nhận, người ta vẫn gửi, thì những cái đồng tiền đó ai nhận những cái số tiền đó ai nhận, thứ là ai nhận số tiền đó, thứ hai là không lẽ là trong cái két sắt của nghệ sĩ Vũ Linh chỉ có là bao nhiêu mười mấy 11.300 đô, cái mỗi đồng tiền là ông để trong cái tủ sắt của một cái người nghệ sĩ lớn mà được nhiều người thương gọi là danh tiếng lẫy lừng như vậy mà chỉ có 11.300 đô cả mọi người nghĩ chú em là ai, nghệ sĩ chứ phải là người thường mà ta mở ra người thường là cái người mà nghệ sĩ mà em của em đó là cái hôm mà tới kiểm tra kiểm kê đồ đạc đó thì mở ra là một sắp tiền đô một sắp tiền Việt và kèm thêm là vòng cưới vòng vàng thì nó rất là nhiều luôn, thì không lẽ nghệ sĩ của mình không có gì hả mọi người, không lẽ không có tới phân vàng hả mọi người, một phân vàng cũng không có hả, chung là mày cứ nói gì nè, tất cả tiền phúng điếu tiền trong tủ tất cả nguồn là tự động lấy hết, có nghĩa là không có cái quyền gì hết á, con Loan là không có cái quyền hạn gì, tất cả mọi thứ giống như là thao túng trong nhà, mà thậm chí dọn về nhà xin vô ở không cho, đúng không, mà
cái đó là do chị đi nói ủa nhà mày mà mới bị sinh, mày bị điên không? Lúc đó mới đấu tranh với mọi người, lúc đó mới vùng dậy. Nó về mọi người biết không, cô Sáu ơi cho con dọn vô nhà phòng ba con ở nha, mẹ không cho, mẹ có cái phòng để nghe nó ở đó. Thì lúc đó đi mới nói trời trời mày bị gì nghe ơi Loan, cái nhà của mày mà mày sinh cái gì, bây giờ mày cứ nói là mày ở phòng của ba mày, cái mắc mới gì mày sinh, có nghĩa là mẹ Loan là bạn trong thế bị động không có mọi người. Nhà mình phải đi xin. Ừ, nhà của mình phải đi xin. Cô Sáu ơi cho con vô phòng ba con ở nha cô Sáu. Không, phòng đây là không có được vô, để đó là để trên tưởng niệm chỉ cho con nghe ở thôi. Cái gì cái thay nghe vô tưởng niệm của mày. Rồi. Tài sản của bác sau này tôi với bác được gặp bác tài sản nghe không hỏi gì luôn nha. Không biết tài sản bác chị luôn. Con biết rồi đó. Bác bây giờ cũng gần đất xa nhờ rồi. Bác để cho bác với cháu trai nè, con trai. Tôi cho trai. Bác cũng gần đất xa nhờ rồi. Bác còn sống được lâu đâu. Giờ bác mất á, tài sản này nè, có biết cho ai không? Thế em cũng không trả lời, em cũng hỏi nghe bác nói gì. Tôi chỉ lo mà chứ ai? Mày giấy tờ. Mày giấy tờ. Bác nhắc lên. Điều đó tới ngay, bác nhắc lên luôn. Tại giấy tờ là cho của bác là, trong giấy tờ là có bằng chị Lan là con bác rồi, đâu còn ai đâu. Không cho nói với cho ai. Cho nên hãy ghét đi, sau này bác có gì chị Lan sẽ lao cho con. Có chuyện gì với anh em mình bật nghe là. Nhớ mình thằng chị Lan. Đó, thì cái những cái video thì Phúc Khang cập nhật cho cô chú anh chị và các bạn xem. Thì tiếp đến thì bé Bùm Bùm sẽ kể và nói cái sự thật của chị Hồng Phượng, gọi là Phượng Ve đó, cái bây giờ là trên cộng đồng mạng gọi là Phượng Ve đó, cho cô chú anh chị và các bạn xem sự thật, những người thật, những người trong gia đình nói luôn trên cái sóng livestream của em Mỹ. Thì thật sự Phúc Khang thấy là cái những cái vấn đề mà gia đình nữa, thì Phúc Khang ngồi ra xem và nghe hết toàn bộ những cái câu chuyện mà em Mỹ và Bùm Bùm, và kể cả giống như chị Ni Hồng Loan đang kể. Thì thật ra mình thấy quá một cái điều gọi là không còn cái gì mà để mình tả nữa cô chú anh chị. Đó. Thì video của Phúc Khang gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn những cái lời chia sẻ của gia đình nghệ sĩ Vũ Linh giữa em Bùm Bùm, em Mỹ, Hồng Loan và chị Ni chia sẻ đến đây xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn cái video tiếp theo. Thì Phúc Khang sẽ gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem những cái lời chia sẻ của em Bùm Bùm, kể lại những cái ngày mà còn ở lại ở trong gia đình của nghệ sĩ Vũ Linh, tâm sự với em Bùm Bùm, lý do như thế nào, phản tố như thế nào và đòi thưa kiện như thế nào, thì em Bùm Bùm sẽ kể hết cái sự thật đó cho cô chú anh chị và các bạn nghe. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video.